công ty ảnh Dương phát hành bộ phim Trò Chơi Sắc Đẹp do TVB Hồng Kông sản xuất. Giám đốc sản xuất Từ Ngộ An, biên kịch Lưu Tiểu Quần, biên tập Lưu Chi Hoa, đạo diễn Lê Bách Kim, với các diễn viên Từ Tử Sang, Vũ Dịnh Di, Nguyễn Đình Đan, Trần Mẫn Chi, Lê Nạp Ký, Dương Tổ Lan, Quỳnh Trường Hưng, Tào Vĩnh Liêm cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương, người dịch Quốc An, Bích Ấn, Thanh Tâm, diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc, Hà Thao, Tuyết Mai, Nguyễn Vinh, Thanh Bình, Nguyên Hồ, Khánh Giang, Thùy Trang, Đình Thu, Khánh Phương, Minh Thảo, Trần Thu, kỹ thuật lồng tiếng Cổ Đinh, Anh Hùng, Thanh Nghi. Sầm mơ dề, nằm trái quái, hoặc dễ hồ dì, chỉ ngộ hôn. Nè ngửi đi, dễ chịu hơn á. Chẳng qua chỉ bị xô xuống biển một lát thôi mà, đâu cần gói hoành thánh đầy bàn vậy chứ. Cậu bằng kính sao? Cậu à, hôm nay lúc bà Thúy này tắm mình khóa bếp ga để bà biết nước lạnh thật ra là lạnh cỡ nào. Cháu ngoan à, thật ra cô muốn vượt cấp khiêu chiến với Cao Thanh thì phải biết bị người ta cười. Nè, cậu của cậu cũng nói cậu không được. Cậu nhìn cái đầu cậu đi, làm gì vậy? Quay lá ngọc cành vàng hả? Sai nhi đồng bắt chước người ta theo đuổi minh tinh, thiệt là. Có rồi, uống chén nước gừng. Cái thằng quỷ không tự lượng sức, bắt chước người ta theo đuổi minh tinh, thua là đáng. Ai cũng có thể nói con như vậy, chỉ có má là không được. Má sinh được con sao không thể nói con? Năm con học trung nhất, rõ ràng là con cao nhất trong lớp. Là má nói Maradona đá banh rất hoài. Cái đó con đi học đá banh, kết quả tất cả bạn học đều phát triển đến cấp số nào không biết. Nhưng mà bao năm nay con dậm chân tại chỗ, chỉ cao được có 1 cm. Nè, lúc trẻ con cũng đá banh vậy, cậu cao hơn mấy 8. Cậu sẽ giống được, đầu óc của cậu đâu có phát triển. Mấy chất dinh dưỡng đều chảy hết xương sẩu cơ bắp rồi. Thôi nha Hưng, dù gì cậu cũng là cậu con, nếu mà cậu chút đỉnh được không? Phí sức thôi, cho dù cậu cao 1m8, phụ nữ nhìn thấy bộ dáng của cậu cũng quay đầu bỏ chạy. Cho dù tôi 10 năm không lấy được chồng, cũng không thích cậu vô danh sách vợ của tôi. 10 kiếp tôi không có vợ, cho dù tôi có lấy chó cũng không lấy chị đâu. Con không cần vô phòng ngắm mấy cái mình biến thái đó, má bỏ giùm con rồi. Không liên quan tới cậu nha, là cậu phá máy của chúng ta thôi. Lại là chị... Mấy tấm hình biến thái đó dĩ nhiên trước tiên tôi phải delete rồi. Chẳng lẽ còn để nó lộ ra ngoài để người ta tưởng Cao Thanh và con quái vật này đang quen nhau, mất hết thể diện. Cho chị biết tôi muốn. Thằng quỷ, không được đụng tay đụng chân. Con đâu có đụng tay đụng chân là má. Còn nói nữa hả? Lena. À, Ivan. Phải rồi, cô nói hai người đại diện đó hôm nay tới chọn trang phục. Sao chưa tới vậy? Đến rồi, đang thử đồ. Chị Lena, cái áo này trong suốt có khi nào quá gợi cảm không? Không đâu, cô là minh tinh mà, mỏng mấy cũng được. Hơn nữa cô còn trẻ, sợ gì chứ. Cô là người đại diện mới sao? Nè, cô này đang quay giang hồ hò hiệp truyện, đang lên rất nhanh, cô Cao Thanh Văn. Ông chủ của tôi, Ivan Châu. À, ông Châu. Ông Châu, chào ông, tôi là Connie. Connie cũng là người đại diện của chúng ta. Hai cô gọi tôi là Ivan được rồi. Xem ra phục trang của chúng tôi rất thích hợp cho hai cô. Ivan à, cắt may và thiết kế của công ty anh rất đẹp. Bình thường em cũng có mua, lần này anh chịu tài trợ cho em thực sự rất vui đấy. Connie đúng là biết nói chuyện đó. Họ vừa đẹp lại vừa trẻ, hình tượng rất phù hợp với thanh xuân Sabina mùa sau của chúng ta. Cô tìm hai người họ làm người đại diện cho chúng ta, làm rất tốt. Người đại diện là kênh tuyên truyền quan trọng nhất của công ty, không phải tầm thường. Vì vậy lúc nào tôi cũng nói, giao chuyện làm ăn cho cô, tôi yên tâm vô cùng. Nè,
hai cô thử thêm vài bộ đi, thích cái nào thì cứ lấy cái đó nha. Cảm ơn Ivan. Vâng. Lena, tôi thấy hơi hiếu kỳ, sao cô lại muốn dùng Conley và Cao Thanh làm người đại diện cho chúng ta vậy? Tôi đã xem giang hồ hào hiệp truyện, họ rất có nhiều cơ hội nổi tiếng. Nếu bỏ giá cao để mua cổ phiếu tốt bị người ta khai thác quá nhiều, tại sao không nhân giá thấp mua cổ phiếu mới có tiềm chất hơn chứ? Gần đây Sabina làm ăn ngày càng vững chắc, tôi hy vọng là có thể đánh vào thị trường trong nước. Được đó, kinh tế Trung Quốc đang lên, thị trường này rất lớn. Tôi cũng nghĩ vậy. Ừ. Alo, Lina, sao cô cũng ở đây? Trùng hợp vậy. Phải đó. Ý, anh là Ivan Châu, anh có nhận ra tôi không? Tôi là Doãn Tư Duy. Lúc trước chúng ta gặp nhau ở show biểu diễn thời trang đó. Tiểu sinh Doãn rất nổi tiếng, sao tôi lại không nhận ra? Nếu trùng hợp như vậy, không ngại tôi ngồi chung chứ? Tự nhiên thôi. Ừ, hai người đang nói cái gì đó? Tôi có làm phiền hai người không? À, tôi và Ivan đang bàn đường lối phát triển của công ty. Hai người bàn chuyện cơ mật, tôi cũng không tiện ở đây. Không phiền hai người. Không sao đâu, chúng tôi chỉ trò chuyện thôi, thử xem có hạng mục nào có thể phát triển không. Ivan à, anh có nghĩ sẽ đầu tư qua điện ảnh không? Anh có xem bộ phim Quần áo may sẵn không? Bộ phim này toàn là người đẹp áo đẹp. Nè, anh nghĩ thử đi, nếu chúng ta quay bản phim Hồng Kông và trong phim sử dụng phục trang Sabina, chắc chắn có tiếng vang. Có thể tìm người đại diện mới ký của anh là Conley và Cao Thanh. Nè, nếu tìm hai người họ, tôi nghĩ khoảng 3 triệu là đủ rồi. Rẻ vậy sao? Kịch bản chế tác tôi đều có người quen. Nếu như anh thực sự muốn quay, tôi có thể lập tức tìm nhóm cho anh. Thậm chí tôi có thể giúp anh lấy giá hữu nghị, đóng vai khách mời cũng được. Nếu như dùng người đại diện và trang phục của chúng ta đều có hiệu quả tuyên truyền. Hơn nữa, chi phí tuyên truyền mỗi năm của chúng ta cũng không chỉ là giá tiền này. Còn nữa, nếu như bộ phim ăn khách, tiền tác quyền DVD và phát hành tiêu thụ, lúc nào cũng có thể kiếm gấp đôi. Làm ăn có thể kiếm tiền, sao tôi lại không làm chứ? Nhưng mà tôi phải suy nghĩ cho kỹ đã. À, thật ngại quá, tôi nghe điện thoại cái đã. Hình như chúng ta không phải là trùng hợp gặp nhau, có phải không? Tôi biết cô từng tới đây để uống trà chiều, cho nên cố ý tới đây gặp cô. Đúng lúc thấy ông chủ của cô muốn bàn chuyện làm ăn, không lý nào tôi không nắm cơ hội này. Vậy tôi là bà Mai của anh và Ivan rồi. Có liên gì mai mối không? Nếu như bộ phim đó thực sự quay được, hai vị trí giám chế và chỉ đạo phục trang sẽ thuộc về cô. Tôi nhất định ủng hộ cô hết mình. Vậy bà Mai như tôi vất vả quá rồi, không được lợi ích thật sự, còn phải làm thêm nhiều việc nữa. Xưa nay cô rất thích khiêu chiến với độ khó mà. Công ty lớn cô cũng có thể giải quyết, không lý nào một bộ phim cô không xử lý được. Ha, tôi phát hiện cho dù anh nói gì đi nữa cũng tìm được chỗ khen người khác. Cũng phải xem đối thủ. Nếu không phải là người đáng cho tôi ngưỡng mộ, tôi cũng không thể bỏ nhiều công sức. Không biết cái đáng cho anh ngưỡng mộ là ở phương diện nào vậy? Cô rất thông minh, biết tôi nói gì mà. À, Dickon à, đạo diễn chúng tôi đã nhân nhượng anh quay trước người khác rồi, không thể quay nhảy được. Phim trường đang chờ Gia Minh về cứu mạng, giúp đỡ đi. Tôi biết là anh rất khó xử, nhưng lịch của Gia Minh kín mít. Nếu lần này chúng tôi không quay xong cảnh này, chúng tôi cũng rất phiền phức. Nè, tôi đã cố làm người tốt, đã nói 4 giờ thả ảnh, các anh lại quá giờ. Đừng làm tôi bị đạo diễn chửi nữa. Tôi hiểu, nhưng mà anh cho tôi thêm thời gian đi. Cần cảnh của Gia Minh tôi đã quay xong, chờ cô Ly vừa đến, quay thêm cảnh tay đôi của họ là xong ngay. Thật là ngại quá, nhà tôi có chuyện tôi đến trễ. Trà chiều hôm nay tôi mời nha. 5 giờ trà diễn đã uống xong, tập phim trước tỷ suất tốt á thì ra dễ. Đạo diễn à, có thể vào chỗ chưa? Lát nữa tôi còn phải đi cắt băng, hơn 6 giờ phải đi rồi. Cô đã đến trễ lại không nghe điện thoại, bây giờ còn nói đi sớm nữa. Lúc trước tôi đã nói nhận lời với người ta, hay là vậy đi, anh quay cận cảnh tôi trước rồi cho tôi đi sớm. Conley à, tôi cảm thấy thái độ làm việc của cô có vấn đề. Cô không hề tôn trọng công việc này. Tất cả mọi người vào chỗ. Tôi sẽ mau chóng quay xong, anh giúp đỡ đi. Nhiều lắm là 1 tiếng. Được, không thành vấn đề. Còn may mắn, tập 2 kịch 9 lần 1. Diễn. Tiffany à, em đừng giận mà, anh và Sasha thật sự không có gì đâu. Em thấy anh khoác đầu gối cổ, lẽ ra là dai. Đạo diễn à, làm lại đi. À, quay lại từ câu thoại của Conley. Còn may mắn, tập 2 kịch 9 lần 2. Diễn. Em thấy anh khoác dài cổ, bạn bình thường mà như vậy sao? Anh không cần gặp em nữa. Anh
làm lại đi. Cỏ may mắn tập 2 cạnh 9 lần 3. Diễn, em thấy anh khoác dây cổ. Bạn gái mà như vậy sao? Cắt. Là bạn bình thường, không phải là bạn gái. Cỏ may mắn tập 2 cạnh 9 lần 14. Em thấy anh khoác dây cổ. Bạn bình thường mà như vậy sao? Anh không cần gặp em nữa. Anh đừng coi em là thiếu nữ ngớ ngẩn 17 tuổi. Cắt. Là thiếu nữ vô tri. Đạo diễn à, thật ra ngớ ngẩn và vô tri cũng giống nhau mà. Hay là cho qua đi. Kịch bản sao cô diễn vậy? Một chữ cũng không được đổi. Một câu thoại cũng phải quay nhiều lần. Đúng là hết hồn. Chắc chắn không đọc kịch bản. Nước tới chân mới nhảy. Qua lo cho xong. Nghỉ giờ lâu 5 phút. Không phải em nói vội đi các bạn sao? Em còn quay như vậy là không kịp đâu. Em cũng muốn nhanh, nhưng mà nói sao cũng không được. Mấy câu thoại rất dễ. Đọc thuộc kịch bản 5 phút có lẽ không có vấn đề. Anh biết rõ là em không biết đọc trung văn mà. Nhìn trước đi. Để chạy nước kìa. Ừ. Không phải em nói đi cắt băng sao? Đến trễ như vậy đạo diễn cũng chiều cổ. Thật không ra gì. Tôi thấy họ thật sự có bờ ám đó. Anh không cho em đi cắt băng. Tối nay anh đừng tới tìm em. Được được được, cắt tự nhiên, cắt tự nhiên. Cho dù anh bị người ta chửi như chó, anh cũng sẽ nhường em. Người đúng là ớn lạnh luôn. Mày, ra ngoài. Tạo hình bây giờ như chúng ta có giống như người mặc đồ đen không? Tức cười quá. Cậu làm ơn để tao một chút được không? Bây giờ kêu cậu đến làm việc. Còn có con cá mập nào chạy qua hay không? Xe của Thiên Dương Quốc mới chạy qua. Sao con không theo vậy? Có cá mập chạy qua sao cậu không nói với con? Xe bự vậy mà con không thấy sao? Cậu nghĩ con mượn cớ làm việc. Nhìn lén Cao Thanh thì đúng hơn á. Cậu quản được con hả? Hey, con làm ơn đi. Người ta là minh tinh. Chẳng qua con chỉ là chó săn thôi. Con làm ơn bỏ ý định nó đi ha? Con là kiểu mẫu của đàn ông, là viên trôi nước trong lòng phụ nữ. Được con khoái là phước phần của cổ rồi. Phải, con là trôi nước của phụ nữ. Những đám phụ nữ đó chỉ ở gần nhà chúng ta thôi nè. Bà Phương nè, bà Đặng nhà giàu nè, bà Trần nè, bà Trương nè. Cậu tưởng là con không dám đánh cậu nữa. Hai, anh có nhận ra em không? Giang Bảo Ý, Bờ Quy, tụi tác 22, á quân người phụ nữ hoàng mỹ. Bây giờ là cô gái phần thưởng của hạ giá tôi giỏi nhất. Nói đơn giản, hoàn toàn không có tin tức đáng giá. Cảm ơn vậy, bye bye. Ý, anh để tôi nói về câu đi. Ê, nè 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 nè. Rất nhiều phụ nữ đang chờ tôi. Tôi cho cô một phút. Thật ra đó, chú có thể xuống xe được không? Gì? Nói đi. Bác của tôi bậc thầy quá trang. Anh Hùng nói là trong giới chó săn anh rất có tiếng. Một tấm hình có thể khiến nhất ca và nhất tỷ phải đau đầu. Cũng có thể khiến cho người tầm thường leo lên được vị trí cao. Lời bác của cô nói không hề sai. Có lúc tôi rất ngưỡng mộ mình đó. Anh giỏi như vậy hay là anh giúp tôi tạo ra tin đi? Giúp cô tôi có lợi ích gì? Tôi không có để anh làm không đâu. Anh muốn tiền thưởng hay là tặng quà? Sư phụ Kít à, người ta nói loại trung dược này rất tốt. Cô vừa mới tháo bột, mang về ngâm chân thử đi ha. Mà Đam Cư à, sao mà được chứ? Tôi đã bắt chị chăm sóc lâu nay, chị còn bốc thuốc cho tôi không biết cảm ơn chị thế nào nữa. Con trai tôi làm chân cô bị thương, tôi lại làm cháy nhà của cô. Dĩ nhiên là tôi phải chăm sóc cho đến khi chân cô lành hẳn, nhà cô sửa xong tôi mới có thể để cho cô đi được. Nếu không hả, tôi không thể yên tâm. Lát nữa không phải chị tham gia lớp màu nước sao? Phải rồi, tôi còn chưa lấy dụng cụ vẽ. Chị đi lấy đi, tự tôi đến bãi đầu xe tìm cậu ấy. Con trai tôi không thấy tôi sẽ giở trò kiếm cớ không chở cô đó. Tôi phải đưa cô lên xe mới an tâm. Vậy cũng được. Alo. Anh Quân à, anh nghĩ sao rồi? Nếu anh giúp được em, anh muốn em sao cũng được. Tôi thì đề nghị của cô cũng rất hấp dẫn. Nhưng mà kế hoạch đó tôi phải nghĩ kỹ đã ha. Trời ơi, anh xấu quá đi. Nghĩ lâu như vậy người ta sốt ruột lắm đó. Bản thân tôi là khách hàng, dĩ nhiên phải suy nghĩ cho kỹ các mặt chứ. Tôi sẽ gọi lại sau. Cháu Hoàng à, ai vậy? Không, bên tổng đài kêu con chuyển kế hoạch thu phí họ thường gọi đến. Cho con xuống xe phía trước. Được. Con có chuyện là được.
chắc chắn là nhận được tin không biết theo dõi minh tinh nào. Minh tinh gì đâu, có phụ nữ lăn xả vào nó nên nó lao tới. Cái gì? Nó muốn có bạn gái đến phát điên lên rồi. Lúc nãy ở đó không tiện nói với cô, chuyện gì cô cũng chịu phải không? Người ta đã nói phải rồi. Làm bạn gái của tôi có được không? Nè, lát nữa sau khi tôi lắp đặt xong đồ nghề ở đối diện, tôi sẽ gọi cho cô. Kể đó cô cầm quyển trà qua nữ, đứa có trao dồi văn học lên giường nằm coi. Sau đó thì ở trên giường lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại. Tôi sẽ chụp hình lén của cô. Hình lén mà cũng có thể lên trang bìa? Lên trang bìa gì, tôi giúp cô làm trang trông thôi. Cô là cô gái phần thưởng thôi mà, đâu có tiếng đi lên trang bìa chứ. Yeah, anh giúp em đi. Được thôi, đến ngày cô chết đi, lấy hình đám ma làm trang bìa nhất cử lương tiện. Nè, hay là gì đi, để em cởi ra hết. Một sách quả thân giản bảo ý, lăn đất đại chiến trà hoa nữ. Chủ đề này rất sốc đó, chắc chắn được lên trang bìa. Cô đâu cần liều mạng quá, điệu bộ còn thích thú nữa. Đâu có sao đâu, dù sao hình nóng cũng không thể đăng. Chắc chắn anh sẽ che caro giùm em. Tôi là đội chó săn, không phải là người che caro. Xin hỏi, nếu tôi làm cho cô như vậy, tôi khác gì tên Marco chứ? Em hiểu, muốn người ta giúp mình thì phải đặt tiền cọc chứ. Ý, khoan đã. Cô làm gì vậy? Anh kêu em làm bạn gái của anh, cũng muốn gì rồi. Nè. Mặc dù tôi là bạn trai của cô, nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ gọi là hơi thân mật một chút thôi. Làm như vậy có khi nào là quá nhanh hay không hả? Không có nhanh đâu. Sau này em nổi tiếng, đâu có biểu kinh mít, không có thời gian ngủ. Lúc đó đâu có thì giờ qua lại với anh. Bề ngoài của tôi tuy rất phóng đãng, nhưng mà nội tâm của tôi rất đơn thuần. Không biết nào ngày đầu tiên thì đã... Vậy hay là anh uống hai viên thuốc lắc? Yến chào rất hưng phấn. Lúc đó đừng có nói là xa lạ, cả đàn ông cũng không có sao nữa. Cô đừng thấy mấy viên thuốc lắc này đủ màu dễ thương, tưởng là thú vị nha. Uống nhiều không những bị nghẹn mà lúc nào cũng có thể chết đó. Đâu có dễ như vậy. Anh không dám uống, em tự uống. Cô uống một lần nhiều vậy sao? Được rồi, đâu phải là lần đầu đâu. Đừng có nói nhiều quá, nếu chết đã chết lâu rồi. Mà cởi áo đi. Đừng mà, sắm sỡ. Cứu tôi với. Tìm ai vậy? Cậu là con chó háo sắc, tôi tưởng cậu chỉ làm ở đội chó săn thì ra hành vi của cậu cũng y như con chó. Cậu muốn cưỡng hiếp tôi, xem nữa là tôi thất thần rồi. Cậu cũng biết đóng kịch lắm, có nước mắt nữa phơi bày mặt mũi thân thể. Tôi khuyên cậu mau đi đi. Gì chứ? Phải rồi, tôi và Bảo Ý gì đó. Mấy người nói tôi không theo đuổi được Minh Tinh, bây giờ tôi theo đuổi cho chị coi nè. Tôi là bạn gái của anh Quân, tôi thích ôm thì ôm, hôn thì hôn, liên quan gì đến bạch thím như chị? Chị cũng không đi hả? Thưa chị tự tiện dừng nhà dân. Lấy chuyện báo cảnh sát hù tôi hả? Cô biết gọi điện thoại, tôi không biết gọi điện thoại sao? Gọi cho má cậu. Đừng mà. Chị gọi cho má tôi chết chắc. Thì má theo tôi. Để tôi mặc áo vô đã. Mau. Này, đừng có đi mà. Cùng lắm em đăng thân chồng cũng được. Trời ơi, trên tay cô lạnh quá hả? Để tôi về nhà trước đã. Chào Hoàng, không sao chứ? Lần nào cũng là cậu bán đứng con, sao cậu biết con ở đây vậy? Điện thoại của cháu của GFB. $3,800 đó. Lấy của cậu ra đi hả? Chị Lina. Cô Lý Cao Thanh ngồi đi. Lần này mời hai cô đến là có tin hay muốn báo với hai cô. Ivan quyết định đầu tư điện ảnh và vai nữ chính sẽ là hai cô. Em có thể đóng phim điện ảnh hả? Tôi cũng nói gần đây chúng ta may mắn. Nè, bộ phim này là về thời gian, nên cô Ly sẽ vào vai người mẫu và Cao Thanh sẽ là biên tập của tạp chí. Kịch bản đang được chuẩn bị, câu chuyện xoay quanh cuộc đấu tranh của hai người. Nè, tôi là người sắp đặt của bộ phim, đồng thời diễn viên khách mời thiết kế thời trang trong phim. Cô Lina là giám chế của bộ phim, kim chỉ đạo phục trang. Ngoài ra giới thiệu với hai cô, vì đây là đạo diễn lần này của chúng ta, La Thiên Hào đạo diễn là. Hello. Phim của tôi khai bán vào ngày 8 tháng sau, có lẽ quay khoảng 20 ngày. Sau khi kịch bản viết xong, có thể phải sửa thêm. Thời gian này hai cô có quay không? Có lẽ là tôi không có vấn đề, con Cô Ly. Không có vấn đề, hiếm khi được đóng phim điện ảnh, dù có cũng phải dính thời gian. Tốt quá, mọi người không có vấn đề thì tốt. Nè, chuyện chi tiết chúng ta từ từ nói. Bây giờ khui sâm banh chúc mừng đã. Oh.
Alo. Cô Thanh à, chị Trưởng Phụng đây. Chủ nhật tuần sau chị ghi hình dạch trần vua nói dối, muốn tìm em làm cộng sự, bữa nào em được rảnh? À, chị chờ một lát. Có lẽ không có vấn đề. Vậy chị sẽ nói với trợ lý liên lạc với em nha, nói cho em biết chuẩn bị những gì. Ok, được rồi. Vậy thôi ha, bye bye. Bye bye. Làm gì vậy? Kiểm tra lịch quay có thông báo sao? Chị Triển Phụng tìm tôi làm cộng sự trong game show thôi. Thank you. Tôi và chị quay mấy bộ phim trước giờ chứ chưa từng tốt với tôi như vậy. Xem ra chị rất thích văn. Có thể chị thích tôi cờ khạo, chơi game show sẽ có lợi hơn. Colin. Giám chí Dương. Hey, gặp được cô thì tốt rồi. Nè, tiết mục du lịch của tôi tháng sau quay ngoại cảnh ở Tây Phi. Chị Vicky không chịu ký tiếp hợp đồng với công ty, đúng là làm khó cho tôi. Hay là vậy đi, cô đỡ giùm tôi có được không? Ờ, trời ơi, sao anh không nói sớm với tôi? Tôi hứa với ba má về Canada nên đã xin nghỉ phép rồi. Cả vé máy bay cũng đặt rồi. Lần này thật sự không giúp được anh rồi. Ê, vậy đúng là hết cách rồi. Chị đành hỏi Tracy và Amanda coi được không? Nhắm với Dương à. Thật ra Tracy làm tiết mục loại này quá nhiều. Amanda làm 3-4 tuyến lâu rồi mà cũng không lên nổi. Sao anh không suy nghĩ về Cao Thanh đi? Cao Thanh hả? À, sao trước giờ tôi không nghĩ đến cổ vậy? Nè, vậy anh mau đi với hàng cổ đi. Tôi nghe cổ nói gần đây cổ không có việc á. Ừ, được, tôi lập tức đi giữ cổ. À, giúp cho Dương à. Anh có thể đừng nói với ai là tôi đề nghị Cao Thanh không? Bởi vì tôi không muốn Cao Thanh biết vì tôi giúp đỡ cổ mới có việc. Tôi sợ cổ sẽ không vui đó. À, cô yên tâm đi. Lần này cô giúp tôi sao tôi lại nói với ai được chứ. À, lần sau có việc tốt chắc chắn sẽ để dành cho cô. À, cảm ơn nha. Anh Raymond à, em muốn hỏi tiết mục du lịch đó có thể tìm người khác được không? Cao Thanh à, cô vừa quay xong Giang Hồ Hào Hiệp Truyện. Nếu quay tiết mục khác, công ty sợ cô vất vả. Vì vậy mới phái cô đi, cho cô cơ hội nghỉ ngơi. Cô cứ coi như mở rộng hiểu biết đi. Không phải, em không muốn đi Tây Phi, nhưng mà... Thật là công ty trước giờ rất coi trọng cô. Lần này phái cô đi là muốn cô tăng thêm kinh nghiệm làm người chủ trì. Nếu không chừng sau này có tiết mục lớn, sẽ tìm cô làm người chủ trì đó. Thật ra là vậy... Em đã nhận một phim điện ảnh ở bên ngoài, vì vậy em không thể ra nước ngoài công tác. Cao Thanh à, cô ký hợp đồng với công ty, lại nhận công việc ở bên ngoài thì phải xin phép công ty, không phải công ty chuyên chế. Nhưng công ty cực khổ xây dựng hình tượng cho cô, nếu lỡ như bị điện ảnh phá hỏng, công ty và cô đều sẽ tổn thất rất lớn. Nhưng cơ hội quay phim điện ảnh lần này thực sự Cao Thanh, khó. Công ty giúp cô nhận công việc cũng vì tốt cho cô. Lần này ngoan ngoãn đi Tây Phi, lần sau có cơ hội tôi nhất định dành cho cô. Nhưng mà Raymond, không cần nói nữa. Cô là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty, chuyện gì cũng phải nghĩ cho công ty chứ. Cứ quyết định vậy đi. Nè, sao hả? Raymond có chịu không? Chị thấy tôi chán nản thì biết là không được rồi. Mọi chuyện cũng tại tôi hết á. Không nhớ nhắc Giang xin nghỉ phép. Không liên quan đến chị là tôi xui thôi. Dám chế ai không tìm, chỉ tìm tôi. Giang nói sao với anh Raymond? Có lẽ có thể cứu giảm được. Tôi nói thẳng với ảnh là tôi muốn đóng phim điện ảnh. Sao Giang có thể nói như vậy chứ? Giang nên nói là trong nhà Giang có chuyện, đến lúc xin nghỉ phép hãy nói đi. Bỏ đi, không nói cũng đã nói rồi, tính sao đây? Các vị, đã đến hiệp cuối cùng. Tổ của Fiona đến cuối, tôi không cần lo cho cổ. Bây giờ chỉ có tổ của chị Triển Phụng và tổ của David tạm thời đang hòa nhau. Tối nay ai có thể là người chiến thắng phải xem hiệp này. Bắt đầu. Ba con sáu. Bốn con năm. Bốn con sáu. Năm con sáu. Cô Thanh à, có cần mở không? Hả? Sorry. Ồ, tổ của Cao Thanh không tin anh. David, anh mở đi. Ồ, chỉ có hai con sáu. Cũng có nghĩa, hôm nay người chiến thắng là chị Kỷ Phụng và Cao Thanh. Chúc mừng. Chế tài spa 20.000, chế tài đồ trang điểm 20.000, chế tài túi sách 30.000, chế tài giày da 30.000, mỗi người một bộ. À, nếu như không có vấn đề mà ký tên ở đây. Ừ. Được, chúc mừng hai người. Cảm ơn. Cao Thanh à, ừ? Phần của chị cho em. Không được, sao được chứ? Da của chị rất mẫn cảm, không có thể chuyển qua dùng hiệu khác. Túi sách giày da cũng có tài trợ. Cái gì cũng không cần dùng, cho em ấy thì không lãng phí.
Vậy cảm ơn chị Triển Phụng. Em lên được nó mà. Nếu như lúc nãy ở hiệp cuối em không thông minh lật hũ, chúng ta cũng không thắng. Không phải đâu, thật ra lúc nãy em đang mất hồn nên lỡ tay làm ngã hũ đó thôi. Em đừng có trách chị nhiều chuyện. Lúc nãy thấy em rất lơ đãng, có tâm sự sao? Thật ra em và cô Ly cùng nhận phim điện ảnh, nhưng đột nhiên công ty phái em qua Tây Phi quay chuyên đề về du lịch. Anh Raymond lại không tha cho em nên em bị mất cơ hội này. Giám chế của chuyên đề Tây Phi là Dương Thành đúng không? Ừ. Chị rất thân với ảnh. Chị thử giúp em nói với ảnh coi có thể đổi người khác không? Thật ra chị Triển Phụng, cảm ơn chị nha. Tính tình của em và chị thật sự rất giống nhau. Chị nhìn thấy em á thì nhớ là lúc chị mới vào nghề, lúc trước rất nhiều chuyện chị phải dựa vào bản thân. Bây giờ coi như là có thân phận, có địa vị thì giúp người mới như em. Nè, nhưng mà chị nói trước nha, đài truyền hình có chế độ riêng, cho dù chị chịu nói giúp cũng chưa chắc là được. Sao cũng được mà, chị chịu nói giúp cho em hay là em cảm kích chị rồi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn chị, cảm ơn chị. Đừng có sáo. Chúc mừng chị Triển Phụng, tiếng vàng của bộ phim đó rất tốt. Ảnh hậu sang năm chắc chắn sẽ thuộc về chị. Còn hơn nửa năm mới đến kỳ sau. Một năm có rất nhiều bộ phim hay, nói không chừng biểu hiện của các diễn viên khác tốt hơn tôi. Chị khiêm tốn thôi, cả đài đều biết diễn xuất của chị rất giỏi, ngoài chị ra còn ai nữa. Huống chị diễn xuất tốt, thái độ làm việc hạng nhất. Các giám chế của tổ phim đều muốn giành chị, tổ tổng hợp của tôi muốn sắp xếp thời gian cũng không được. Sẽ có cơ hội mà. Phải rồi, tiết mục mới của anh có phải tìm Cao Thanh làm người chủ trì không? À đúng vậy. Tôi nghe Cao Thanh nói cổ nhận phim điện ảnh trùng thời gian với tiết mục của anh. Hay là anh suy nghĩ tìm người khác đi. Chị Triển Phụng à, thực ra tôi có suy nghĩ đến Tracy và Amanda, nhưng mà Cao Thanh thực sự dễ thương ngọt ngào hơn nhiều. Không biết nào tôi lại không chọn người tốt nhất. Tôi cũng biết anh khó xử, nhưng mà hiếm khi em gái nhận được phim điện ảnh. Anh kêu cổ bỏ quay theo anh đi TV, cổ cũng không có lòng dạ. Thật ra công ty có rất nhiều nghệ sĩ, người ngang ngang với Cao Thanh có rất nhiều mà. Chị Triển Phụng à, thực ra không phải tôi không muốn để mặt chị, nhưng mà chúng tôi đã họp rồi, còn thông báo nhà tài trợ sẽ dùng Cao Thanh. Hơn nữa họ cũng đã đồng ý. Không sao đâu, tôi chỉ lưu tiện hỏi thôi. À phải rồi, sao lần này lại đi TV? Rất ít nghe nói đi đến mấy chỗ này. Chính vì không có ai đi, vì vậy chuyên đề này mới đáng quay. Vậy chắc thú vị lắm. Tiết mục này chuẩn bị gần xong rồi sao? À, cũng gần như xong hết rồi. Chỉ là sát giờ đổi người chủ trì Vicky. À, lần này thực sự phải cảm ơn Collie. Collie? Ê, thực ra tôi đã hứa là không nói rồi. Ê, nhưng mà chị Triển Phụng rất kính tiếng cũng không sao. Thực ra là Collie đề nghị tôi dùng Cao Thanh. Nhưng mà tôi thật sự không muốn bỏ bộ phim điện ảnh này. Cơ hội này rất quý, còn có thể cùng quay với chị. Chị biết không, tỷ lệ cơ hội này là 0,00001 đó. Nhưng mà anh Raymond nói tuyệt tình như vậy, thực sự không thể cứu giảng. Nè, chị Lena lại tốt với chúng ta như vậy, mau lo chuyện này đi, đừng ảnh hưởng đến người ta. Chờ thêm vài ngày nữa, có thể có thay đổi mà. À, hay là tôi nói với giám chí Chương xin ảnh đổi người nha. Đừng mà, đừng mà. Lúc đó anh nói chị nhiều chuyện, ảnh hưởng đến chị thì càng phiền hơn. Không nên đâu. Hello. Lena đi Paris xem biểu diễn thời trang và nhập hàng, ngày mai mới về. Hôm nay chúng ta nói chuyện trước đi. Ừ. Kỳ bản đầu tiên đã có rồi, hay không bao giờ xem trước, còn có gì không hiểu. Cảm ơn. Cảm ơn. Phải ra đạo diễn, Cao Thanh có chuyện muốn nói với hai anh đó. À, thật ra là... À, sorry. Alo. Thật ra... Ok, ok, được. Được, cảm ơn nha, cảm ơn. Cao Thanh à, lúc nãy cô muốn nói gì? À... Tôi muốn nói là tôi rất vui khi nhận được kịch bản này. Tôi sẽ mau chóng xem hết nó, nghiền ngẫm kỹ cho này. Thiệt tình. Nè, sao Giang không nói mau đi? Đến khi quay bên nó không quay, chắc chắn sẽ bị người ta chửi chết. Tôi không cần đi Tây Phi nữa. Bên đó có chính biến, vì vậy chuyên đề đã bị hủy. Anh Raymond nói tôi có thể nhận phim điện ảnh. Chị sao vậy? Tôi không đi, chị nên mừng cho tôi mới phải chứ. Ờ, à, không. Tôi đang lo chính biến. Tôi đau lòng cho mấy người đó thôi. Phải rồi, lúc nào chúng ta thử tạo hình. Chắc lần sau, okay. Tôi kêu phó đạo diễn gọi cho cô nha. À, được. Cô kỹ kịch bản đó. Tốt. Ờ, à, tiếp tục. Được rồi, ok rồi. Chị Triển Phụng à, có thể xem hình. Ờ, à, được. Tôi thích tấm này. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Cứ quyết định dùng tấm này làm trang bị của tuần sang kỳ sau đi. Được. Chị Phụng à, tôi tẩy trang cho chị. Cô chờ tôi một lát. Ừ. Sao em lại đến đây? Lúc trước chị nói giúp em xin với giám chế Dương từ chối tiết mục đó. Bây giờ không cần nữa, họ đã quỷ show rồi. Vậy sao? Ừ. Thực ra chị đã nói với Dương Thành, nhưng mà anh rất kiên quyết. Bây giờ quỷ thì tốt rồi. Chị đã nói với anh thật sao? Em cảm ơn chị.
thuận miệng thôi mà. Sau này em và Conley cùng quay bộ phim điện ảnh đó có đúng không? Ừ, tụi em cùng quay Giang Hồ Hào Hiệp Truyện, cùng làm người đại diện cho Sabina. Bây giờ lại cùng quay phim điện ảnh, ý như là cặp song sinh vậy. Xem ra hai người thật sự là bạn thân. Phải nói là chị em tốt đó. Có tên à? Ừ? Làm nghề này có rất nhiều người mang mặt nạ làm người. Cho dù thật sự là bạn thân cũng không nên hoàn toàn tin tưởng. Chị Triển Phụng à, sao tự nhiên lại nói vậy? Có phải chị có hiểu lầm gì với cô Ly không? Chị chỉ muốn nhắc nhở em thôi, làm người phải biết đề phòng. Chị không nhắm vào bất cứ ai. Em cứ cố gắng quay tốt bộ phim này, chị ủng hộ em. Dì à, ăn miếng ổng quay đi. Đích Khanh nói dì rất thích ăn ổng quay của Thái Hoa nên tụi con cố ý mua cho dì ăn đó. Đừng chỉ gấp cho tôi, cô cũng ăn đi. Còn nữa, đừng gọi là dì, gọi là Lena đi. Cảm ơn chị Lena. Đừng khách sáo. Nè, để cho em. Được rồi, nè. Ba, sao ba thở dài vậy? Ba thấy con có bạn gái tốt như vậy, ba ganh tị thôi. Chú à, chú không cần ganh. Chú có một người vợ rất tốt, làm ăn lại giỏi giang nữa. Con làm sao bằng chứ? Em tệ đến nỗi khiến anh suốt ngày thở dài sao? Không phải. Chẳng qua trong mắt của bạn gái đi kinh, chỉ có má chồng tương lai thôi. Không hề có ba chồng tương lai. Em nói sao anh lại còn thở dài chứ? Chú ạ, thật ra con có chuẩn bị món quà tặng cho chú. Tuy có thể không bằng được là bình thường chú hay dùng, nhưng mà con hy vọng là chú sẽ thích đó. Holly đã chọn rất lâu, thuộc nhóm Tùng Bách, rất hợp với tên của ba, Trang Tùng Thái. Đẹp lắm. Bây giờ đến phiên tôi ganh tị rồi. Đi kênh à, con có bạn gái tốt như vậy, sao không dắt về gặp ba má sớm hơn? Phải rồi đó, con Ly là người đại diện của công ty má. Má vẫn thường hay gặp cổ. Tụi con cặp bồ sao không nói với má chứ? Sớm muộn gì má cũng biết. Bởi vì má giỏi nhất là biết bí mật người khác đó. Hả? Thì bây giờ con đã dẫn cổ về gặp ba má rồi. Con Ly nói nếu còn giấu nữa, sau này lúc quay phim điện ảnh, khi đối diện sẽ bối rối đó. Vậy cũng phải, có lúc càng lâu biết sẽ càng giận hơn ha. Chị Lena à, em có vài chuyện liên quan đến điện ảnh muốn hỏi chị. Được, ăn cơm xong vào phòng sách nói đi. Nè, ăn đi. Dạ được. Nè, ăn cá đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Sao hả? Có gì muốn nói với tôi à? Chuyện này nói ra hình như không được tốt cho lắm. Nhưng mà tôi thích người ta trực tiếp. Em đã đọc kịch bản, em cảm thấy viết rất hay, có thể giúp em nổi tiếng. Tốt. Chỉ là điều kiện tiên quyết là không thể có vai của Cao Thanh. Cô muốn tôi bỏ Cao Thanh? Thật ra một bộ phim điện ảnh có đến 2 vai nữ chính, cốt truyện sẽ lỏng lẻo, không đủ tập trung. Tôi cũng nghĩ đến điểm này, cũng đã nói với Tiểu Sinh Đoản vấn đề đó. Em cảm thấy vai Sherry của em thực sự rất có tiềm chất. Nếu thêm nhiều hơn về tuyến tình cảm, tìm một diễn viên giỏi để diễn vai bạn trai của nữ chính thì chắc chắn sẽ rất hay. Vậy trong lòng cô muốn chọn ai? Trôm Trôm đó. Nhà anh đã có tiếng sẵn rồi, lại rất hợp với vai này. Hơn nữa bên ngoài đang đồn tụi em gặp bồ. Em nghĩ rất nhiều người muốn xem bộ phim của tụi em diễn tay đôi. Thật ra tôi cũng muốn đặt nặng vai diễn Donald, lòng vào chuyện thành bại của Ivan. Nhưng mà bộ phim điện ảnh lần này dù sao cũng phải tuyên truyền cho Sabina. Nếu như có thể, tôi vẫn muốn dùng hai người đại diện. Chị Lena, em rất muốn nhờ bộ phim này để nổi tiếng. Chị nghĩ đi, em là bạn gái của Deacon, dù thế nào thì em cũng đứng về phía chị. Nhưng mà Cao Thanh, sau khi chị lăn xe cổ, tiếp tục tìm cổ làm người đại diện, chắc chắn cổ sẽ hét giá trên trời. Cao Thanh là bạn thân của cô muốn tôi bỏ cổ, cô không sợ cổ giận sao? Tụi em chỉ hợp tác một bộ phim truyền hình, chỉ là bạn thường thôi. Ok, tôi sẽ nghĩ. Chị Lena, chị thực sự phải giúp em. Em và Deacon là tình ngầm sớm muộn chị cũng bị vạch trần. Em sợ sau khi người ta biết, em nghĩ em vì muốn có phim cho nên mới quen với ảnh. Như vậy rất bất công với Deacon, giống như chỉ là lợi dụng tình cảm. Còn sau đó là Deacon lợi dụng quyền chức để quen diễn viên. Sau này chắc chắn Deacon sẽ trở thành một đạo diễn nổi tiếng. Vì vậy em muốn sớm có thành tích mới có thể xứng với ảnh. Nếu như có khoảng cách á, sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Chị Lena, em thực sự rất thích Deacon, em không muốn tự ti với ảnh đâu. Yên tâm đi, tôi sẽ nói với Ivan mà. Cảm ơn chị Lena. Cao Thanh, Collie, sao lại ở đây?
À, lúc nãy tiểu sinh Doãn nói với tôi vài chuyện. Anh nói tôi thân với Văn, muốn tôi nói với Văn, nhưng mà tôi không biết làm sao mở lời đây. Có gì chị cứ nói thẳng đi. Anh nói là kịch bản thay đổi, bây giờ chỉ có một nữ chính. Anh muốn chuyển cô diễn vai trợ thủ của ảnh. Không phải chứ, vai trợ thủ đâu có gì để diễn. Tôi cũng có nói với ảnh rồi, cho dù các vai của cô cũng phải cho cô một vai nhiều đất diễn, nhưng mà ảnh nói không sắp xếp được. Sao tự nhiên lại thay đổi kịch bản vậy? Hình như là Ivan cảm thấy cốt truyện quá rời rạc, muốn tập trung vào vai chính. Anh lại cảm thấy tuyến của tôi có thể phát huy nên mới mời thêm Tom Tom để nhấn mạnh tuyến tình cảm. Vì vậy mới không cần vai của cô đó. Trời ơi, sao tôi lại xui quá vậy? Cao Thanh. Chị Triển Phụng. Chuyên đề du lịch đã hủy bỏ, được quay phim điện ảnh nên vui mới phải, sao xì mặt ra vậy? Không biết có phải là ông trời chơi em không? Lúc thì nói cho em quay phim điện ảnh, lúc thì lại nói không. Không rồi lại có rồi lại không. Bộ phim của em lại xảy ra chuyện sao? Ivan muốn đổi kịch bản, cắt vai diễn lúc đầu của em. Bây giờ vai của em chỉ có vài câu thoại, đi qua đi lại vậy thôi. Vậy còn Collie, cô vẫn đóng vai nữ chính à? Ừ, họ đã tìm Thăm Thom đóng cặp với chị, còn thêm nhiều đất diễn cho chị nữa. Tức là bỏ vai của em. Vậy người được lợi nhất chính là Collie. Ivan nói kịch bản rời rạc, muốn tập trung vào một vai nữ chính, em cũng hết cách. Em có hỏi Ivan chưa? Có phải ảnh thật sự nghĩ vậy không? Collie nói tiểu sinh Doãn nói với chị như vậy, không cần phải hỏi nữa. Em quá dễ tin người rồi. Lẽ ra chị không muốn nói với em, nhưng mà chị không nhẫn tâm thấy em khờ khạo bị người ta bắn đứng cũng không biết. Lần trước chị tìm Dương Thành nói chuyện, anh nói có người giới thiệu em nên mới tìm em làm người chủ trì. Là ai vậy? Là Collie. Đâu thể nào, rõ ràng chị biết em sắp quay phim điện ảnh, sao có thể làm như vậy? Em đi TV thì không thể quay bộ phim đó. Lần này sửa kịch bản, cắt vai của em là lần thứ hai. Tóm lại cô muốn em không thể quay bộ phim đó, cô muốn độc chiếm vai nữ chính, em có hiểu không? Không thể nào đâu, chị không thể bắn đứng em. Là bắn đứng hai lần. Cô đâu có cách làm Ivan cắt vai của em. Cô có. Tôi biết là tôi nói ra Collie sẽ giận tôi, nhưng tôi là bạn cô, tôi không muốn gạt cô. Collie. Cao Thanh, muốn đi hả? Tôi chở một đoạn nha. Sao chị hết lần này đến lần khác bắn đứng tôi vậy? Lần nói cái gì? Có phải là hiểu làm gì không? Lần thứ nhất, chúng ta đã nói không đóng phim sẽ bãi công, chị lại giấu tôi một mình đi làm việc. Lần thứ hai, chị kêu giám chế Dương dùng tôi làm chủ trì khiến tôi không thể quay phim điện ảnh. Lần thứ ba, chị kêu chị Lena đá tôi khiến tôi mất vai nữ chính. Cao Thanh à, tôi biết là tôi rất có lỗi với cô, nhưng bộ phim đó đối với tôi rất là quan trọng. Cô coi như là nhường cho tôi đi. Cơ hội này đối với tôi cũng rất quan trọng mà. Nhưng tôi tuyệt đối không dở thủ đoạn đá chị. Trước giờ tôi coi chị là bạn tốt nhất của tôi. Chị đối với tôi như vậy sao? Bộ phim này có hai vai nữ chính, đối với ai cũng không có lợi. Muốn nổi tiếng thì nhất định phải hy sinh một người. Cùng lắm là vậy, tôi hứa với cô, sau khi mà tôi nổi tiếng rồi á, tôi nhất định sẽ giúp cô. Chị tưởng chị bán đứng tôi nhiều lần, tôi còn tin chị được sao? Tôi đâu có ngu đâu. Được thôi, cô đã nói như vậy, tôi không còn gì để nói. Nè chị đừng đi, chúng ta đến gặp chị Lena nói rõ đi. Tôi là bạn gái của Dickens, cho dù nói với chị cũng đứng về phía tôi. Nếu chị Lena không nghe, tôi sẽ nói với Ivan. Cô tưởng Ivan sẽ vì cô mà trở mặt với chị Lena sao? Chẳng qua cô chỉ là người đại diện của ảnh, ảnh không thích cô, lúc nào cũng có thể đổi cô. Cô đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa. Chị thật là quá đáng mà. Đây không phải là người trẻ, muốn đứng được không đơn giản như cô nghĩ đâu. Không muốn bị người ta giẫm dưới chân thì phải giẫm lên người khác ngoi lên. Cao Thanh, cô mới ra nghề, còn rất nhiều cơ hội để chờ. Nhưng mà cơ hội này tôi đã chờ rất lâu rồi. Đừng nói cô là bạn tôi, cho dù cô là em gái của tôi cũng nhất định phải giành. Má hả? Văn hả? Tối nay con có về uống canh không? Em à, em bằng thuốc bụi thì tới điện thoại nữa. Được rồi, ngày mà con hối má ra ngoài phụ vậy, cứ vậy đi ha.
Em là nghệ sĩ, không thể để cho người ta thấy em như vậy. Đi thôi, đi thôi. Đưa tôi uống chút trà đi. Cảm ơn. Em có biết là lúc nãy em đã phạm đại kỵ của diễn viên không? Nếu như để cho đội chó săn chụp được, chắc chắn sẽ viết về em rất tệ. Khán giả nhìn thấy em khóc lem hết phấn son xấu xí, không còn quan tưởng gì với em. Chị Triển Phụng à, Cao Thành đã thê thảm lắm rồi, chị đừng nói cổ nữa. Không sao đâu, con biết là chị Triển Phụng chỉ muốn tốt cho con mà. Cao Thành à, em hiểu thì tốt rồi. Làm nghệ sĩ nhất định phải cứng rắn. Có chuyện gì không vui, mình cũng phải cố chịu. Cho dù muốn khóc, cũng chỉ khóc.包装你今天好比如一束花，明天这一刻璀璨吗？拆开金色的包装，我今天应该能看到吧？谁故意去诱惑，沉迷难逃吗？或者心里就似是有鬼？ 要想触碰，要学放胆，有一种忌讳。